Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Thì dành cho những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì chúng ta lại trở lại với series reaction cho những bài hát trên Rap Việt của mỗi tuần. Ok, thì tuần này đã là cái vòng chung kết rồi. Và không có thời gian với các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go. Và mình cũng vừa mới sắm một cái con micro ở đây. Đây thì mình cũng muốn tăng cái gọi là cái chất lượng âm thanh của cái channel của mình lên, nên là tất cả là vì các bạn đó đấy. Ok, và let's go. Ok, thì trở lại với series reaction cho những bài hát trên Rap Việt. Thì chúng ta đã đi đến những cái tập phát sóng cuối cùng rồi. Và hiện tại là vòng chung kết của Rap Việt rồi. Thì dành cho những ai chưa xem qua tập phát sóng này, thì các bạn có thể click vào cái đường link ở phía bên dưới. Mình có để một cái đường link, hoặc là các bạn muốn xem lại thì các bạn cũng có thể click vào cái đường link đó luôn. Các bạn có thể xem trên VA Channel. Ok, thì đến hiện tại thì mình cũng chưa bình chọn cho ai cả, tại vì mình cũng chưa biết bình chọn cho ai. Ok, thì mình muốn nói một tí xíu là cái video nhỏ nhỏ phía bên này thì mình sẽ che mờ nó đi, tại vì lý do bản quyền mà mình sẽ react cho cái phần trình diễn trên sân khấu luôn, chứ không phải là lyric video. Ok, và rất mong sẽ nhận được cái sự thông cảm từ các bạn. Trước đó thì nếu mà các bạn đã có xem những cái gọi là cái reaction trước đó của mình cho Lil Wayne, thì các bạn mình đã có nói là mình là một big fan của Lil Wayne, cũng như là Lil Wayne nói riêng và 95G nói chung. Thì mình đã theo dõi Lil Wayne rất 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 lâu rồi, từ những cái bài mà mình nghĩ là xa lắc xa lơ, như là Nam Kỳ Flow, Radar, hay là gì mà da vàng châu Á gì đó, đã rất 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 lâu rồi. Đến thời điểm hiện tại mình cũng không còn nhớ rõ cái tên của bài hát luôn. Mà thì rất là vui khi mà Lil Wayne đã gặt hái được cái thành công rồi. Và trước đó vài ngày thì Lil Wayne có gửi lời mời kết bạn trên Facebook của mình nữa, và mình rất là vui, rất rất, rất là vui luôn. Ok, nếu mà Lil Wayne có xem cái video này thì big love man. Ok, thì chắc là bắt đầu thôi nào, tại vì để xem coi là Lưu Quyên sẽ mang cái tác phẩm như thế nào lên sân khấu cho cái vòng chung kết. Let's go. Oh, hỗ trợ RIC Quizzy. Nếu các bạn không biết, RIC là rapper của mùa 1. Quizzy tên đúng là Khoa Quizzy, là trong 95G. Thật ra thì RIC, Khoa Quizzy và Lil Wayne đều là trong 95G hết. Big Bang 95G. Wow. Tập này, cái phần diễn này có sự hỗ trợ. Wow. 95G. Let's go. Tiếc là không có SMO nha. SMO gặp Wowy thì sẽ như thế nào? Ok. Giỡn đấy. Let's go. Wow. 95G. Let's go. Yeah. Oh. Tulliver. Hey. Yeah. Bao nhiêu sắt trên bàn, Ooh. Bao men vút trên sàn, tay anh gác thêm tàn. Oh. Bao nhiêu sắp trên bàn nào, mình nhớ tới cái lyric của Young Edge. 20 sắp trên bàn, 20 sắp trên bàn. If you know, you know, bao nhiêu sắp trên bàn, bao men vút trên sàn, tay anh gác thêm tàn. Sony Montana sẽ để đánh. Tony Montana là trong bộ phim Scarface. If you know, vút trên sàn, tay anh gác thêm tàn. Sony Montana sẽ để đánh lướt ngang qua. Ai đã đến lấy thêm hàng, mang phương pháp vô vàng. Pablo Escobar ở trong tư thế sẵn sàng, anh em đang đứng theo đoàn, family phải an toàn.
Like a godfather, nhưng anh không ngang tàn. Mơ ung dung an nhẹ, hay quá. Em ôm đàn như là la 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 land. Yeah, và chuyện tình mình thì chẳng giống ai. Yeah, yeah. Sorry, I can't be a perfect man. Vì cả ngày là ngày là ngày là mình chỉ nói đúng sai. Đâu ai quan tâm hay mang cho tương lai. Anh phải lo nhiều hơn người ta. Anh đi chịu thua thiệt hơn người ta. Anh đi chịu nghe lời vô lời ra. Cũng chỉ để kiếm đồng vô đồng ra cho gia đình. Đã có khi anh stuck in the moment. Anh chắc lặng đâu đó ngoài garden. Ở giữa lựa chọn như quyết định. Mà chẳng muốn là người đưa ra the answer. No 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 no. Anh chỉ muốn là người cho em được an toàn. You already know no. Anh chỉ muốn mọi thứ luôn được công bằng. Như sao đưa lên cơn. Cho nên tình yêu ha. Sorry tình yêu. I'm my mind. Vứt hết âu lo, thôi quen sầu. Nuôi tiếc không nên bên trong đầu. Nuôi tiếp có lẽ thôi quen và tiếp nối tương lai cho công việc. Nhập vai, vào vai là ai, giờ ta là ai. Nhập vai, vào vai, ok. Baby, never mind. ORC kiểu hai rất là đỉnh luôn á. Tính ra là những cái mà của ORC làm những cái ad lib mình nghĩ là sẽ góp vào góp giọng vào những cái ad lib của bài này chắc chắn luôn. Thêm nghe kiểu chiến quá. Trong phim Tây Du Ký, anh như Tề Thiên đang bay nơi bồng lai. Anh bay đến Neverland, cùng với Peter Pan. Chắc cái ước mơ cho những đứa trẻ, anh bay như Buzz Lightyear. Vẫn tin mình có thể, dù nó chỉ là câu chuyện đồ chơi. Khắp nơi cùng những người bạn, thực hiện những điều điên rồ nà ấy. Như là Suicide Squad, Public Enemy, say, whole team on my back. Do like that, và dù cho đời có phải diễn vai hiền, vai ác, vai bi hay vai đa. Anh sẽ luôn kiên trì thử sức như là Châu Tinh Trì. Cuộc chiến hữu, tôi có đội ngũ sản xuất hình ảnh âm thanh ánh sáng. Healers. Những người bạn chạy dài ba miền chơi chung coi nhau như liên kết. Xin cảm ơn gia đình cùng tất cả những con người đã đồng hành trên con đường ta đang đi. Và không thể nào quên được nơi ước mơ chắp cánh. Nine 5G. Yeah. Vượt qua những thử thách, dù ông trời không cho nơi cánh nhưng đồng hồ still flying. Đối với một fan của 95G như mình thì thực sự cái sự xuất hiện của 95G trên sân khấu như vậy thì nếu ở đây ai là fan của 95G chắc là hiểu được cái cảm giác đó nha. Wow, trời, mình rất là mong sẽ có cái gọi là SMO trong cái phần trình diễn này luôn á. Nhưng mà SMO giờ bên Mỹ rồi. NVM nữa. Có shoutout cho Hillers nè. Mình nhớ là có Thóc nữa. Thóc là đạo diễn của đa phần của những cái MV của 95G. Wow, thật sự mình muốn nghe lại cái khúc này. Damn, RDC vào căng quá. Kiểu RDC như là khạc lửa vô vậy. Em vai nhập vai vào vai vào vai, ok. Baby, never mind. Giờ thì anh là anh và anh vào vai. Trong phim Tây Du Ký, anh như Tề Thiên đang bay nơi bồng lai. Anh bay đến Neverland cùng với Peter Pan. Chắc cái ước mơ cho những đứa trẻ, anh bay như Buzz Lightyear. Vẫn tin mình có thể, dù nó chỉ là câu chuyện đồ chơi. Khắp nơi cùng những người bạn, thực hiện những điều điên rồ nà ấy. Như là Suicide Squad, Public Enemy, say, whole team on my back. Do like that,
Với bài chó. Có những người bạn chạy dài ba miền chơi chung coi nhau như liên kết. Xin cảm ơn gia đình cùng tất cả những con người đã đồng hành trên con đường ta đang đi và không thể nào quên được nơi ước mơ. 95G, let's go. Nếu cuộc đời không dơ cổ tích thì ta sẽ viết ra happy ending. Yeah. Vượt qua những thử thách dù ông trời không cho nơi cánh nhưng đồng bộ still flying. Yeah. Wow, đây đúng là cái phần trình diễn mà mình mong Lil Wayne là đây nè. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 đó là những cái sản phẩm mà mình nghĩ là tại vì mình là cái người theo dõi Lil Wayne lâu rồi và đây là đúng là cái Lil Wayne mà mình biết trước đó. Mình biết là những cái sản phẩm trước đó của Lil Wayne là nó cũng khá là đỉnh á, nhưng mà có thể là những cái type beat đó hoặc là những cái dòng nhạc đó thì mình không có hợp cho lắm, nhưng mà thật sự thì cái này thì các bạn biết là tại sao mình là fan của Lil Wayne khi mà xem cái phần trình diễn này rồi đó. Shout out cho những anh em 95G của mình. Wow. Thực sự là cái việc mà được nhìn thấy 95G xuất hiện trên cái chương trình rap Việt này thì mình nghĩ là không có thể tưởng tượng đó luôn á, nhưng mà Lil Wayne đã làm được như vậy rồi. Big shout out to Lil Wayne thật sự luôn và cả anh em 95G nữa. Nhưng nói rất là tiếc khi mà không có SMO, nhưng mà như vậy mình nghĩ cũng đã đủ rồi. Cái vocal của OIC thì mình gần như là rồng khạc lửa vậy. Em bài này quá cháy luôn á. Đến đây thì thật sự là mình không biết là ai sẽ là quán quân nữa. Thật sự mình thấy bài nào nó cũng hay hết. Bài nào nó cũng đỉnh hết. Comment phía bên dưới rapper mà các bạn nghĩ sẽ là quán quân của mùa 2 này. Đối với riêng mình thì thật sự mình xem tới đây mình không biết ai sẽ là quán quân rồi, mà và mình nghĩ là quán quân sẽ là người xứng đáng thôi. Ai cũng xứng đáng hết. Ok. Và đó là phần reaction của mình cho cái phần diễn của Lil Wayne, và mình dù ai là quán quân đi chăng nữa thì mình nghĩ đi đến đây cũng là một thành công rồi, cũng như là rất là mong sau chương trình thì những cái anh em rapper sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, những cái thành tựu hơn nữa và cứ bước tiếp trên cái con đường này thôi. Ok, và cứ ra nhiều MV hơn để mình có clip để mình làm reaction cho các bạn nữa, đúng không? Ok, thì nhưng mà khi mình chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ, và mình muốn nhắc lại là nếu mà ai chưa xem qua tập phát sóng này hoặc là muốn xem lại thì các bạn có thể click vào cái đường link phía bên dưới, tại vì làm reaction xong thì mình cũng xem lại thôi, tại vì mình cũng chưa xem qua nữa, đây là lần đầu tiên của mình khi mà mình xem những cái phần trình diễn này luôn. Ok, thì chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Ok, peace and I'm out.